Đi. Cứ đi đi, không gì xe hay gì. Bà Tạo á, đây đòi ra cho bà đây. Thì anh đang bật cái quạt, ngồi đây mài cần câu, làm cho cái lưỡi như mà đi lâu. Ông thường có nhà không bà? Đừng có. À, thế nào? Ôi, cho đi ra ngoài. Thế sao bà đấy? Cho đi ra nhà bà đây. Ừ, đi ra đấy. Phải cho bọn này uống thuốc xong đã. Vâng. Đây là nhà cụ ấy, là nhà cụ đẻ ra bà ngoại này. Đúng rồi. Đây có quả mít này. Quả mít, đúng rồi, quả mít này anh Xu này. Đấy. Cụ ngoại đấy. Quả bông này. Đây mấy quả mít nữa này. À cụ đấy, cụ đông đống đấy. Đây. À cụ đông đống. Xu đợi em với. Xu đợi đi chậm đợi em. Rồi mới được câu. Nhanh lên Xu ơi, dắt em. Anh Xu ơi, anh Xu đi nhanh thế đợi em với. Anh đợi đâu nha. Đợi tí.